con tham quan chùa Tà Bạ của mình. Dạ. Thì việc thứ hai là con nghe một cái câu chuyện là sư từng chết đi sống lại hai lần rồi sư. Dạ đúng rồi. Dạ. Là như thế nào sư có thể kể con? Dạ, vậy từ hồi lớp 6 lớp 7 luôn á. Ờ, từ lớp 6 lớp 7 luôn hả? Dạ, Bụi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bụi Hồ đang có mặt tại chùa Tà Bà, một trong những ngôi chùa theo thiền phái, theo trường phái Nam Tông của Phật giáo. Và đây là cái nơi được gọi là cho các sư dùng cơm trưa. Thì Bụi Hồ cũng có quay ở những clip trước, khi mà các sư dùng cơm trưa thì các sư phải dùng trước giờ ngọ, có nghĩa là trước 12 giờ, và các sư được quyền ăn thịt cá. Và hôm nay để xác thực về điều đó thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bụi Hồ nha. Đây là một cái chùa Tà Bạ ở Tri Tôn An Giang đó cô bác quý anh chị. Bây giờ thì cũng chuẩn bị các thỉnh các sư để đây. Cơm đây nè. Đây. Rồi sao con? Vậy ha. Đây là một vị sư trẻ đang dùng cơm. Cây nữa. Ở đây có rất là nhiều các em chuẩn bị vào tu, gọi là tu sơ di của bác Quỳnh Thị. Dạ. Chứ nó tìm hỏi tạch đàm sư luôn thế đó. Chứ dư vô tạch đàm côn.
Kênh chúc Bùi Hồ TV. Bùi Hồ TV. Cô bác anh chị có thấy khi mà các sư ăn thì các sư không được, không có nói chuyện, và theo sư của chùa Khmer thì trong ăn được quyền ăn mặn trong trường hợp là tam tịnh nhục, có nghĩa là con vật nó không bị giết chung riêng mình, không nghe tiếng la, cũng như là không thấy con vật đó bị giết đó cô bác anh chị. Thưa cô bác của anh chị, vừa rồi thì mình đã cùng xem các sư dùng một bữa cơm trưa đó, dạ. Thì sư mình một ngày là chỉ ăn một cữ cơm, dạ, như vậy thôi, ăn hai buổi giờ, buổi sáng và buổi trưa. Dạ. Trưa từ 11 giờ đến 12 giờ, 12 giờ trở lên là không có dùng cơm đâu. Dạ, cơm đó là của Phật tử cúng dường hay sao sư? Dạ, đó là của Phật tử người ta cúng dường á. Dạ. Con thấy bữa cơm của mình là tất đầy đủ dinh dưỡng hết à? Dạ. Khi mà mình ăn thì mình không có được nói chuyện hay sao? Dạ không. Dùng, dạ, cơm thì mình chỉ được có dùng rồi mình thưởng thức, rồi mình cũng như là sau khi dùng cơm xong mình cũng tụng kính hồi hướng cho những người đã mất á. Dạ. Dạ. Sư ơi, thì con đến đây á, ngoài việc thì con tham quan chùa Ta Bà của mình. Dạ. Thì việc thứ hai là con nghe một cái câu chuyện là sư từng chết đi sống lại hai lần rồi sư. Dạ đúng rồi. Dạ. Là như thế nào sư có thể kể con? Dạ, nghe. Nói chung thì hồi nhỏ thì sư bị bệnh nhiều lắm, một tháng gì bị bệnh 2-3 lần cũng có vậy đó. Rồi cũng có lúc đó là sư 5-4 tuổi là sư bị bệnh một lần ở bệnh viện đa khoa Chi Tôn á. Rồi mới bác sĩ đang nằm ở viện, rồi bác sĩ nói là đã mất rồi, mới cho cha mẹ lấy xác đó để đem con về. Khi mà lấy xác đem đi về rồi làm đám ở nhà xong xuôi hết trơn á ha. Chết rồi luôn. Chết rồi. Làm đám ở xong xuôi hết trơn rồi, mà hồi nhỏ người ta làm đám như là cơm một nửa buổi vậy đó. Dạ. Là sau như là làm buổi sáng vậy nè, buổi trưa khoảng 2-3 giờ là người ta đem đi về chôn rồi.
đến 2-3 giờ đem đi đào đào đất ở chỗ chùa, chùa dưới chùa Bài Vén á, để như là chôn cất đó. Nhưng mà đang đào đất thì bà nội bà ẩm mình vậy nè, thấy sư tiểu mới để cái chiếu ra thấy sống lại. Trời, lúc đó là bác sĩ chẩn đoán là sư bệnh gì? Hồi đó là giật kinh phong, giật là ngất xỉu gì đó. Ồ, rồi lúc đó là sư đã đi tu chưa? Dạ chưa, hồi đó mới còn chưa tu đâu, còn 4 tuổi à. Lúc đó sư 4 tuổi? Dạ. Lần thứ hai là sư lần chết? Lần thứ hai là hồi đó là học ở trường Nguyễn Trực, lớp 11, năm đó là sư 20 tuổi bị bệnh một lần nữa. Lúc đó bệnh gì sư? Bệnh cũng bệnh hồi đó là bị mổ ruột thừa. Dạ. Mổ ruột thừa mình yếu á, rồi còn bị giật kinh phong nữa. Mới ngất xỉu, mà người ta chuyển từ bệnh viện đa khoa này qua bệnh viện Long Xuyên á, đa khoa Long Xuyên. Dạ. Sau khi mổ xong xuôi hết trơn rồi, thấy không có bớt để như trong cái bệnh viện để hai cái máy, một máy là để thở oxy, còn máy để đổi nhịp tim, hai dạ. máy đều ngừng hoạt động hết trơn. Ờ. Mới bác sĩ nói cho cha mẹ lên làm giấy tờ để lấy xác con về á. Dạ. Làm giấy tờ xong xuôi hết trơn, về lấy xác thì thấy cái hai máy nó hoạt động lại. Trời. Dạ. Lúc đó là sư học lớp 11, là sư khoảng 17 tuổi. 20 tuổi rồi năm đó. Năm đó hai sư 20 tuổi. Dạ. Là lúc đó là sư chu tu chưa? Mới học đi học trẻ. Lúc đó là sư vô chùa tu chưa? Dạ chưa. Sau khi bệnh xong sư hết trơn, nó 2 năm 20 tuổi mới vô chùa tu. Dạ. Rồi sư thì lúc đó thì sư bị bệnh như vậy đó. Dạ. Thì sư có thấy một cái điều gì mang cái tâm linh không sư? Dạ không, thấy bình thường á. Nhưng mà tại sao sư lại đi tu? Tu là hồi đó cha mẹ như là cầu xin Đức Phật á, là cho con tôi sống lại đi, đến năm 20 tuổi là cho con vô chùa tu, chùa núi gì đó, cho vô chùa tu gì đó. Ừ. Mới sống lại. Dạ. Dạ, cùng có người ta nói là mình có duyên với Đức Phật á. Dạ, con hồi sơ đi hướng dạ. này ha. Rồi lúc đó thì ba mẹ nói đi tu thì sư như thế nào? Sư thì hồi bị bệnh xong đấy, cha mẹ hỏi cái thứ nhất là con có muốn đi học tiếp hay là muốn đi tu. Sư nói là muốn đi tu đi học, cho dù mình học học hết 12 cũng không có làm được gì nữa, bởi vì mình nhỏ vậy không có ai nhận mình làm công việc lớn á. Nghe công việc đó mới quyết định đi tu năm nay là được 9 năm rồi. Ồ, vậy sư năm nay là bao nhiêu tuổi rồi sư? Năm nay là 31 tuổi rồi. 31 tuổi, nhưng dạ. mà sư thì chỉ cao 1 mét mấy? 1m35 à. 1m35. Sư đứng với mình là cô bác của anh chị. Thật ra thì sư ơi, ngày xưa là sư nhỏ giống vậy luôn hay là chỉ sau khi dạ, bệnh? Dạ nhỏ như vậy từ hồi lớp 6, lớp 7 luôn á. Ồ, từ lớp 6, lớp 7 luôn hả? Dạ. Là vậy là sư là có duyên với Phật. Lúc dạ. mà sư chết đi sống lại thì trong cái tiềm thức của sư á, có gặp dạ. được điều gì linh ứng không? Dạ, hồi chắc sư quen rồi, hồi đó thì cũng mà không nhớ nữa. Ừ. Sư có thể kể cho con nghe được không? Dạ, có đâu. Không có. Rồi sau khi mà sư tu ở đây thì sư có thấy mình khỏe hơn không sư? Dạ, khỏe hơn, với mình như là làm như là mình giúp đỡ trong chùa tiếp bờ, như là mình làm được việc nào thì mình làm việc đó, như là quét rác với gì tiếp dọn dẹp hay là làm chánh quả ở chùa. Dạ. Vậy đó. Sư cảm thấy vui ha? Dạ vui hơn. Nhà sư thì có bao nhiêu anh em? Dạ sư thì có 3 anh em, mà em của sư có gia đình hết trơn rồi. Còn em của sư là anh hai mà nhỏ xíu à. Sư là anh hai mà sư nhỏ xíu à. Dạ. Sư nói chuyện vui á, sư tâm sự cảm thấy vui rồi. Dạ. À, sư chia sẻ rằng là sư năm nay là sư đã 31 tuổi rồi, nhưng mà sư chỉ cao hơn 1 mét thôi. Và cái việc mà đối với sư á thì thân hình nhỏ bé nên không có thể làm được cái công việc gì hả sư? Dạ ha? Đúng rồi. Sư thì nói chung thì tu cũng lâu rồi, nếu mà không như mình lớn chút là mình người ta có thể như lên chức tỳ kheo được rồi, nhưng mà mình nhỏ quá còn sa di vậy hoài luôn á. Sa di hoài luôn, không có dạ, lên chưa không lên tỳ kheo đâu. Khi lên chức là từ khi mình 1.5 m trở lên mới được lên tỳ kheo. À. Còn nhỏ vậy là còn sa di hoài luôn. Mà sư thì không quan trọng về chức vụ đâu, quan trọng là mình làm được việc tốt, việc thiện là được rồi. Dạ. Còn chức vụ không quan trọng đâu. Dạ. Kiếp này mình vậy rồi, mình cố gắng làm tốt đi để kiếp sau mình được tốt hơn nữa. Dạ, đối với sư thì vui nhất là khi nào? Dạ. Vui là khi vui như là khi trong chùa có tổ chức
như là lễ hội gì đó là thấy ở đây vui. Dạ. Dẫu với mấy như là có Phật tử người ta vô đây tham quan hay là tham quan ở đây nhiều thì thấy vui. Dạ. Dạ. Thưa cô bác quý anh chị, khi mà mình tâm sự với sư thì nghe sư nói rất là vui, và cái dạ, những cái lời nói của sư rất là chân thật. Và sư nói là mình cứ nhỏ vậy là cứ tì sa di hoài chứ chưa lên được tỳ kheo. Dạ không, lên được tỳ kheo. Ở trong khi mà mình tu thì mình có mấy bậc sư? Tu ở đây có ba bậc. Bậc thứ nhất là bậc thứ nhỏ nhất này là sa di, rồi cái đến là tỳ kheo, rồi mới lên hòa thượng. Hòa thượng là chủ trì á. Dạ, như dạ, như sư cả là hòa thượng đó ha. Đúng rồi, là hòa thượng á. Dạ, còn phố như là tỳ kheo á. Dạ, tỳ kheo thì mình có một cái chức vụ gì đó trong chùa hả sư? Dạ, tùy theo người ta như là như là sư phó, người ta có thể như là quản lý trong chùa, như là sau khi hòa thượng như ổng đi họp đi gì thì sư phó là người quản lý chùa này kế tiếp á. Sư vui chia sẻ vui dữ dàng luôn. Nhưng mà hôm nay ở đây là hiện tại thì sư cũng đang giúp, đang xây cái cầu thang hàng ngày luôn á. Đó. Dạ. Mấy cái bức tượng, mấy cái bông khuôn này là tôn là sứ đổ không á. Quá đẹp luôn kìa, đây dạ, vẫn đang xây dang dở. Sư dạ ơi, con đi gặp thường gặp ở chùa Nam Tông Khmer mình thì gặp tượng dạ này là tượng gì hả sư? Tượng này là tượng Akril, là lính giữ cổng. Dạ, lính giữ cổng hả? Dạ. Có nhiệm vụ là giữ cổng hả sư? Giữ cổng. Con thấy rồi, có những tượng mà chắp tay ở trước ngực để mà niệm Phật đó. Đó là Tây Pân Nông. Dạ. Là nàng chắp tay gì đó, đúng dạ rồi. Người ta gọi là Tây Pranong. Đó là thánh luôn hay sao? Dạ thánh. Còn đây là thánh luôn hay sao? Dạ. Rồi cô bác với anh chị nhìn thấy sư nè. Đó. Anh xuống dưới đây nhìn qua hả? Dạ được. Sư đi đâu hướng dẫn con đi đâu con đi đó à? Dạ. Sư ơi, con hôm nay đến đây đi được không sư? Dạ được. Ở đây là chút nữa người ta sẽ để Đức Phật ở đây nè. Dạ. Chỗ này là chỗ cùng chỗ đó. Dạ. Mình đi xuống đó luôn hả sư? Đi làm hàng ngày luôn á. Dạ. Không sao đâu. Đi hôm nay đi tham quan chùa chùa Tà Bạ cùng với lại sư trẻ. Ở đây thì mọi người gọi sư là sư trẻ hả sư? Dạ. Ồ, thấy cái cột bự ghê không? Sư to khổng lồ luôn á. Cái cầu đầu tiên đó là đổ là 120 bao xi măng thì dưới lên đúng không? 120 bao? Dạ, một cái cầu đó. Dạ. Một cái cầu vậy đó. Cô bác quý anh chị thấy những cái cột rất là to đúng không? Dạ. Ồ, rất là đẹp luôn. Sư ở đây thì ngoài cái việc mà con biết đến sư là một sư trẻ là một cái điều khá là lạ. Dạ. Khi mà sư lại có duyên với Phật Pháp nè. Mà không phải thì con biết được rằng thì đối với chùa nào, đối với theo trường phái Nam Tông Khmer mình đó, dạ, thì đến cái tuổi gọi là cái tuổi tu gọi là tu dạ báo hiếu, tu dạ sơ di dạ, thì ngoài cái việc đó thì ai đến tuổi đó cũng tu, thì sư là một điều đặc biệt chứ khi mà sư có duyên với Phật. Dạ. Theo Nam Tông người Khmer hay là con trai là như là đủ tuổi là cái này người ta không nói chung thì không có cần đủ tuổi nữa, quan trọng là người con trai đó có thể cầm cái gậy để chửi như là chửi chim nó bay được là có thể tu được rồi đó. Cái đó là trong Phật ha, trong như là trong cái lực của Đức Phật đó ha. Còn người dân người ta nói là từ 12 tuổi trở lên vậy đó, là mình đã có ý thức đàng hoàng rồi, mình biết điều nào sai điều nào đúng rồi đó mới vô đây tu được. Tôi còn nhỏ quá, rồi ăn rồi gì khó lắm. Dạ. Dạ, con cảm ơn sư chia sẻ rất là nhiều. Sư dạ ơi, thì con biết ở chùa mình á thì dạ còn có một cái quan tài cổ rất là cổ kính hả sư? Dạ đúng rồi, ở đó đó. Sư có thể dẫn con tham quan được không? Dạ. Thì quan tài đó là như thế nào hay sư? Quan tài đó là như là của Phật tử người ta làm để cúng dường cho sư cả. Sư cả hả? Dạ. Là sư cả vẫn còn nhưng mà Phật tử mà giờ sư không có chìa khóa đâu. Ồ. Bởi vì như là hồi trước mấy anh làm YouTube là bữa ngày lễ đó mấy ông sư cả ông mở cửa mới được quay được á. Dạ. Nhưng mà bữa nay chắc không có chìa khóa đâu.
với ổng. Mình đứng ngoài vô được không sư? Dạ được.